Tôi muốn đem đến các bạn một cái thông báo mới liên quan đến Coinbase và cái Spark token airdrop của Flare Network thì các bạn thấy được là thông tin mới nhất được chia sẻ bởi Coinbase là Coinbase sẽ hỗ trợ cái Spark token airdrop. Nhiều bạn thì sử dụng Coinbase sẽ rất lo lắng là không biết tại sao mà Coinbase lại không có muốn đưa ra những cái sự hỗ trợ cho cái Spark token airdrop này. Nhưng mà cuối cùng thì Coinbase đã đưa ra cái thông báo là Spark token sẽ được gửi đến cho những bài nào mà đang lưu trữ ở trên mạng lưới của Coinbase thì sàn Coinbase nói là các bạn muốn nhận được cái Spark Token Airdrop này thì phải có đồng XRP trên sàn Coinbase trước ngày 12 tây tháng 12 năm 2020 0 giờ sáng UTC có nghĩa là 4 giờ chiều giờ của Cali bốn giờ chiều giờ PST thì các bạn cần phải có đồng XRP trên sàn Coinbase. Nhưng bạn nào mà thực sự có hứng thú muốn nhận những đồng Spark Token thì thùng khuyên các bạn nên nhanh chóng gửi lên trên sàn Coinbase trước ngày 12 tây, các bạn đừng để đến phút cuối cùng, tại vì các bạn cần phải có đồng XRP trước cái ngày mà họ lấy cái snapshot của sàn Coinbase. Cho nên các bạn cần phải gửi lên nếu như các bạn có hứng thú. Và khi nào thì các bạn mới nhận được đồng uh, Spark Token thì Coinbase không nói rõ. Thì bây giờ nhiều sàn thì cũng chưa nói rõ là khi nào mới nhận được. Tại vì khi mà đã có cái snapshot rồi thì những sàn họ cần phải phân phát những đồng Smart Token này thì cần phải tốn một cái thời gian trước khi các bạn nhận được và đây là cái thông tin mà thường đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội thì trên mạng xã cũng đã chia sẻ một cái list các bạn có thể lên trên Facebook, lên trên Twitter và Telegram thì sẽ tìm thấy một cái link đó chính là flare.xyz supporting exchanges thì các bạn lên trên những mạng xã hội các bạn sẽ thấy được là những sàn nào mà đang hỗ trợ cái Spark Token Airdrop này và sàn Coinbase là sàn mới nhất sẽ được đưa vào danh sách những sàn mà hỗ trợ thì những mà nào mà chưa theo dõi thuận khắp và được trên mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Twitter, Facebook và Telegram để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất. Ở cái thời điểm bây giờ khi mà chúng ta thấy là cái giá của Bitcoin ở cái đỉnh cao trong lịch sử liên tục nhiều ngày thì một trong những cái yếu tố mà nhiều người nhìn đến đó chính là cái chỉ số liên quan đến fear And read index có nghĩa là cái chỉ số tham lam và sợ hãi Thì cái chỉ số này các bạn thấy được là bây giờ mức là 95 100 là coi như là cái con số cao nhất Đại diện cho là cực kỳ tham lam Và đương nhiên là số 0 là cái số thấp nhất Đại diện cho là cực kỳ sợ hãi Các bạn thấy được là cái chỉ số của ngày hôm nay Ngày 6 tây tháng 12 Cái chỉ số fear index này Chỉ số tham lam và sợ hãi là 95 95 có nghĩa là cực kỳ tham lam và chúng ta đang ở cái mức cực kỳ tham lam này trong một thời gian cũng khá dài. Các bạn nhìn vào tình hình bây giờ thì 95 là ngày hôm nay, ngày hôm qua là 93 cũng là cực kỳ tham lam, tuần trước đó là 89 cũng là cực kỳ tham lam và một tháng trước đó 90 cũng là cực kỳ tham lam và thực ra chúng ta nhìn vào cái thời gian gần đây các bạn thấy được là trong vòng 3 tháng qua thì đối với thuận cái chỉ số mà trên 70 là coi như là đã là tham lam rồi thì các bạn thấy được là chỉ số trên 70 chúng ta đã bắt đầu là cuối tháng 10 ngày 30 tây tháng 10 cho đến ngày hôm nay là cái chỉ số liên tục ở trên cái mức là 70. Các bạn thấy được là 74 lên tới ngày hôm nay là đã, đã lên tới 95. Và chúng ta đang ở cái mức là trên 90. Đã rất là nhiều ngày có thể nói là trong vòng một tuần qua chúng ta đã liên tục ở trên cái mức là 90. Cực kỳ tham lam thì chúng ta nhìn vào lịch sử chung của cái chỉ số này các bạn thấy được là chỉ số này có tài liệu bắt đầu từ tháng 2 của năm 2018. Thì các bạn nhìn vào tình hình từ tháng 2 của năm 2018 cho tới bây giờ thì rất hiếm khi nào mà cái chỉ số này có con số cao như vậy các bạn thấy được là tin thì bây giờ là một số những cái dấu chấm mà màu xám này các bạn thấy là liên tục là cái thời điểm hiện bây giờ là cực kỳ tham lam là trên 90 điểm. Các bạn thấy là trước đó nữa chỉ có một lần duy nhất chúng ta thấy được là trên 90 điểm trong cái thời kỳ năm 2018 cho tới bây giờ. Đó chính là năm 2019 hồi tháng 6 lúc mà giá Bitcoin à, đột ngột tăng lên tới cái mức là 14.000 đô trước khi mà đi ngược trở xuống à, tới cái mức là dưới 10.000 đô. Thì các bạn thấy được là ở thời điểm tháng 6 của năm 2019 thì cái chỉ số lúc đó là con số là khoảng 92 và các bạn thấy được là chỉ trên con số đó trong cái thời gian là chỉ có vài ngày mà thôi Chứ không phải như đợt kỳ này mà liên tục ở trên 90 nhiều ngày liên tục Thì cái chỉ số này nhiều bạn có thể thắc mắc là làm sao mà chúng ta tính được cái chỉ số này Thật ra mà nói đây là một cái tính mà trên cái trang web này cho các bạn thấy được cái ý nghĩa căn bản Nhưng mà cái tính chi tiết như nào đương nhiên là chúng ta không biết Nhưng mà ý nghĩ căn bản là cái chỉ số này là dựa vào một số những yếu tố Yếu tố đầu tiên đó chính là volatility hay là cái độ dao động của Bitcoin Yếu tố này chiếm 25% của cái chỉ số này độ dao động có nghĩa là tính cái giá của Bitcoin lên xuống hàng ngày là bao nhiêu thì đó là cái mức dao động nếu như mà độ dao động mà tăng đột ngột thì đó là một dấu hiệu của một cái thị trường đang có rất nhiều cái sự lo ngại thứ nhì yếu tố thứ nhì đó chính là market momentum và volume có nghĩa là chúng ta nhìn vào xu hướng của thị trường với lại cái khối lượng giao dịch thì Tính theo cái cách này, họ nhìn vào con số trung bình 30 ngày, 90 ngày họ nhìn vào hai con số này và so sánh với nhau. Nếu như mà họ thấy là có cái sự mua Bitcoin đột ngột tăng thì đó là một trong những dấu hiệu thấy được tại thị trường này là đang có đà tăng trưởng, có rất nhiều người đang rất là tham lam. Cái yếu tố thứ nhì này là chiếm cái phần trăm là 25% của cái chỉ số Fear and Greed Index. Và yếu tố thứ ba đó chính là social media hay chúng ta thường gọi là mạng xã hội Thì yếu tố mạng xã hội này là chiếm cái phần trăm là trăm của cái chỉ số này Thì cái yếu tố mạng xã hội là gì? Có nghĩa là họ lên những cái trang web như là Twitter hay những cái mạng xã hội khác Để xem coi là ở trên mạng xã hội đó họ dùng những từ ngữ nào để mà nói về thị trường Bitcoin Nếu như mà những cái từ ngữ mà mang cái tính chất là lo sợ Thì có nghĩa là cái xu hướng trên mạng xã hội là rất nhiều người lo sợ Và ngược lại nếu như mà nhiều người có những cái từ ngữ, những cái cách nói là Bitcoin sẽ tăng tới mức nào Thì đây đương nhiên là một dấu hiệu cho thấy được là rất nhiều người ở trên những mạng xã hội nghĩ là Bitcoin sẽ tăng Đây là một trong những yếu tố, yếu tố thứ ba 15% Yếu tố thứ tư này gọi là survey, có nghĩa là khảo sát Thật tế yếu tố này hiện bây giờ trên trang web này nói là đã ngưng Trong thời gian này có nghĩa là thường thì họ sẽ đưa ra những cái bài khảo sát Để coi coi là những nhà đầu tư thì bây giờ họ có những cảm nghĩ như thế nào bằng cách là xem coi là họ trả lời những câu hỏi trên bài khảo sát như thế nào nhưng mà yếu tố này hiện bây giờ là đang ngưng hoạt động thì tôi không biết được là khi mà họ ngưng hoạt động cái yếu tố survey yếu tố khảo sát này thì 15% của cái yếu tố thứ tư này có phải là được tính vô những yếu tố khác hay là không đây là một trong những điều mà thường chưa có câu trả lời yếu tố thứ năm đó chính là dominance dominance có nghĩa là cái phần trăm thống trị của Bitcoin thì yếu tố này chiếm 10% thì hiểu cách đơn giản nếu như mà thị trường mà Bitcoin chiếm cái phần trăm tỷ lệ cao và càng càng tăng lên và tăng lên cái mức nhanh chóng có nghĩa là thị trường có rất là nhiều cái sự lo sợ khi mà thị trường mọi người có cái sự lo sợ thì người ta sẽ bán altcoin đẩy tiền ngược về Bitcoin khiến cho cái phần trăm tỷ lệ thống trị của Bitcoin tăng lên đây là một trong những cái yếu tố để chúng ta có thể là có một cách suy nghĩ là thị trường bây giờ là đang lo lắng hay là đang tham lam và cái yếu tố cuối cùng là cái xu hướng chiếm 10% và cái xu hướng này thì khác với lại cái xu hướng chúng ta nói tới là yếu tố thứ nhì xu hướng chúng ta nói tới yếu tố thứ nhì đây là cái xu hướng về cái khối niệu dịch cái xu hướng mà chúng ta nói tới yếu tố cuối cùng này chiếm 10% phần trăm xu hướng này là dựa theo những cái xu hướng trên những trang web như là google coi coi là cái xu hướng người ta hứng thú bitcoin là bao nhiêu dựa theo những cái thông tin như là người ta lên trên Google tìm cái từ Bitcoin là nhiều hay là ít thì đây cũng là một trong những cái yếu tố đương nhiên càng nhiều người đi tìm kiếm từ Bitcoin hay những cái từ liên quan thì có nghĩa là càng nhiều người quan tâm đây là một dấu hiệu để thị trường đang trên cái đà tăng trưởng thì đây là cái cách giải thích đơn giản về cái chỉ số Fear and Greed Index này chỉ số tham lam và sợ hãi thường dành một ít thời gian để mà chia sẻ tại vì Thuận nghĩ là có rất nhiều bạn quan tâm đến cái chỉ số này và Thuận muốn các bạn hiểu rõ hơn. Về bản thân Thuận thì Thuận cũng rất là ít khi nào mà nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi này. Nhất là khi mà chúng ta đang nằm ở trong cái tình hình hiện bây giờ là giá của Bitcoin trên 19.000 đô thì trong lịch sử Bitcoin chỉ có mấy ngày là Bitcoin trên 19.000 đô mà thôi. Cho nên trên căn bản chúng ta cũng không có nhiều cái tài liệu lịch sử để có thể đưa ra những cái phân tích mà nó có giá trị. Nhất là khi mà các bạn thấy được một khi mà Bitcoin rời khỏi 20.000 đô này thì chúng ta sẽ nằm trong một trạng thái đó chính là tìm kiếm giá mới thì chúng ta sẽ không còn bất cứ một cái tài liệu nào để có thể căn cứ để phân tích về Bitcoin sẽ như thế nào sau khi Bitcoin phá 20.000 đô. Cho nên ở cái mức hiện bây giờ trên 19.000 đô thì cái chỉ số này thường cảm thấy đây cũng không có còn nhiều giá trị tại vì chúng ta không có nhiều tài liệu lịch sử. Và cái chỉ số này các bạn đã thấy được là nếu như các bạn bắt đầu short dựa theo chỉ số này thì chỉ số này đã tăng cao lên cái mức là 80-90. Các bạn thấy được là chúng ta trả trở về là hầu như là bắt đầu từ đầu tháng 11 ngày 6 tây như là cái tiên một tháng các bạn đã bắt đầu sốt thị trường này thì các bạn đã thấy là các bạn có thể bị lỗ rất là nhiều tại vì thị trường có thể là nằm trong tình trạng là cực kỳ tham lam trong thời gian rất là dài cũng như là cực kỳ sợ hãi rất là dài cũng như là nhiều bạn mà sử dụng những cái công cụ như là phân tích kỹ thuật thì các bạn thấy được là những cái chỉ số như là RSI thì cũng có thể là nằm ở trên cái tình hình là overbought hay là oversold trong thời gian rất là dài cho nên mới có một cái câu là thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn